Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tổng kết tình hình như thế nào. Bitcoin đã phá đỉnh các bạn, chúc mừng các bạn nhé. Cái ngày này đã rất là lâu rồi các bạn, chờ đợi phải hơn một tháng trời đấy. Bitcoin đã phá ra cái đỉnh cũ là 61.800, bây giờ đang ở là 62.800 rồi, đã tăng được 1.000 đô. Thì tình hình là bắt đầu những đồng khác là bắt đầu tăng theo. Ethereum cũng đang tăng theo này. Ada cũng bắt đầu tăng này. XRP thì tăng mạnh quá. BNB thì mấy ngày vừa qua là tăng liên tục rồi nên giảm xuống tí hôm nay. Rồi trước khi bắt đầu video mình xin nhắc lại, mình chỉ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình về thị trường thôi, nên không được cho là lời khuyên đầu tư các bạn nhé. Tại vì mình mới tham gia thị trường thôi nên không có nhiều kinh nghiệm đâu. Rồi bây giờ mình sẽ xem biểu đồ của Bitcoin. Đây các bạn, đây là biểu đồ ngày nhé. Đúng như những gì mình kỳ vọng là tuần này. Và hôm nay là thứ ba đã phá được cái đỉnh cũ là 61.800 đây các bạn. Wow, thành công quá. Đấy, thì mục tiêu tiếp theo mình muốn đến là 70.000. À, 7, dạ 70.000. Và mình xem là có thể lên thêm được được không. Bây giờ mình dùng cái Fibo này mình đo xem. Đấy, đúng là 70.000 này. Khoảng 68 70.000 gì đấy. Mà nếu vượt qua vùng này là có thể lên đến 80.000. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không khó lắm. Nên mình chỉ kỳ vọng khoảng 70.000 thôi. Đấy là về Bitcoin. Nhưng mà các bạn nhớ là khi mà lên đến 70.000 là sẽ rơi nhá. Thì mình đo xuống là rơi xuống bao nhiêu. Như cái đợt gần đây là mình điều chỉnh là, để mình đo là bao nhiêu phần trăm. Đợt này là 18% thôi. Đợt trước nữa thì xem bao nhiêu phần trăm. Đợt trước là 25%. Rồi ok, thì mình nghĩ là đợt này chắc cũng trong cái khoảng này khoảng 12, 25%, 20 đến 25%. Thì mình sẽ đo là rơi xuống bao nhiêu. 70.000. Đây các bạn, đấy, đồng ý cái vùng này là trong cái khoảng là từ dưới 55.000 hay trong khoảng này. Đấy. Nên các bạn sẵn sàng nhé, lên rồi sẽ xuống lại vùng này nhé. Là đâu khoảng dưới 55.000, khoảng 55.000. Rồi đây là Bitcoin. Bây giờ mình xem tình hình đồng Ethereum thì sao. Đấy, Ethereum cũng là phá cái đỉnh cũ rồi, lại cũng bắt đầu tăng rồi các bạn, tăng theo Bitcoin rồi đấy. Thì như những video trước mình phân tích là mình kỳ vọng là lên đến tầm tầm này khoảng 2.000 được 2.500 hoặc là 2.600 gì đấy, và sau đấy cũng sẽ điều chỉnh xuống lại. Thì mình đo Fibo xem là lên được như thế nào. Đúng luôn đấy, cái vùng này này là 2.500 này. Đấy, mình nghĩ là sẽ có một vùng kháng cự ở đây, sẽ rơi xuống lại. Nên nếu mà vượt qua được thì mới lên tiếp, nhưng mà mình nghĩ khó lắm. Tại vì mạng lưới của Ethereum hiện giờ đang tắc tắc nghẽn, nên nên khó có thể vượt qua cái vùng này để mà lên tiếp được. Phải đến, mình nghĩ là phải đến tháng 7, tháng 8 cơ mới tiếp tục được, khi mà có layer 2 của Ethereum. Đây là Ethereum. Rồi. Và mình xem là điều chỉnh xuống bao nhiêu nhé. Cái đợt trước là mình điều chỉnh bao nhiêu? 20%. Đợt trước nữa là bao nhiêu? Wow, 35%. Thì đợt này không biết là có điều chỉnh mạnh không, thì mình lấy khoảng là 30% để xem như nào.
Đấy các bạn, rơi vào đây trong khoảng này này. Là từ 1.800 đến 1 đến 2.000 đấy. Đấy. Mình nghĩ là đợt này cũng sẽ điều chỉnh như vậy. Rồi, đấy là Ethereum. Bây giờ mình xem Cardano như thế nào. Vâng. Cardano đã vượt qua cái vùng kháng cự là 1,34 đô rồi các bạn nhé. Đấy, bắt đầu tiến đến cái vùng này là 1.48, chuẩn bị phá đỉnh này. Mình nghĩ là 1-2 ngày đến thì sẽ phá đỉnh này và lên đến cái vùng là vùng này để mình lấy Fibo đo rồi xem lên lên như nào. Đấy, đồng Cardano là rất là nhiều bạn kỳ vọng các bạn kỳ vọng đồng này lắm, nhiều bạn khán giả muốn đầu tư rất là nhiều vào vùng này. Đấy, thì vùng tiếp theo sau khi phá đỉnh là vùng này là 1,54 này, đâu đây 1,6 gì đấy, mình nghĩ là lên đến đây và vùng tiếp theo là khoảng 1,1,8 đấy, mình nghĩ là có thể khả năng cũng có lên đây được vùng này. Tại vì tháng cuối tháng 4 này và đầu tháng 5 là có testnet Alonzo testnet của Cardano. Thì mình nghĩ là trong tháng 4 này đến tháng 5 này có thể lên đến đây đấy. Mình nghĩ là như vậy thôi. Và phải đến tháng 5 mình nghĩ là mới lên được đến tầm này. Và sau đấy lại sẽ điều chỉnh xuống lại. Đấy, nên các bạn phải cẩn thận là nếu các bạn đầu tư Cardano thì mình nghĩ là nên các bạn nên stake trong cái ví ấy, Dadelous để có thêm thu nhập. Thì mình sẽ không bị kiểu như lo lắng gì hết. Tại vì như mình là mình không có lo lắng giá cả đầu như thế nào mình cũng không lo. Tại vì mình sẽ đầu tư lâu dài và hàng ngày mình vẫn có thêm thu nhập nếu mà mình staking. Đấy là Cardano. Đấy, nên các bạn yên tâm, bây giờ là đã bắt đầu lên rồi đấy. Không có lo lắng gì nữa. Đấy là Cardano. Và mình nghĩ là lên cũng sẽ điều chỉnh lại thôi. Nên nên tùy, nếu các bạn chốt lời thì chốt, còn không thì như mình là mình không không chốt lời, mình phải đợi lên lên nữa, mình đợi đến tầm tháng tháng 8 tháng 9 gì đấy khi mà có smart contract cơ thì mình chờ đợi lên đến tầm phải tầm này 3 đô mình mới chốt lời. Thì mình không chốt lời hết các bạn nhé, mình chỉ chốt lời khoảng 20% thôi, 20% để mình rút vốn ban đầu về thôi, chứ mình không chốt lời hết. Đây, đây là Cardano. Còn riêng Ethereum thì mình không có bán, mình cứ giữ thôi. Bitcoin và Ethereum hai đồng mình sẽ không không bao giờ bán, trừ khi nó tăng quá cao, vì nó tăng lên lên bao nhiêu nhỉ, 5.000 thì mình mới tính tiếp, chứ hiện giờ là không bao giờ mình bán. Đấy là rồi, đấy là Cardano. Bây giờ đến bây giờ mình đến cái hôm qua là mình có chia cái video trước, mình có chia sẻ là mình có tham gia cái này trên Binance, cái đồng mới này TLM, thì mình được là mình xem được bao nhiêu đồng. Và dạ, mình không bán kịp các bạn, mình hơi chần chừ một tí, giá nó bị đẩy xuống thấp quá mình không có bán. Đây mình được 4,6 đồng này, 4,64 và giá nó rơi quá. Bây giờ mình xem giá nó là bao nhiêu. Nên mình nghĩ là cách này cũng không có phấn khởi lắm. Tại vì giá bị đâm rất là mạnh, nên bây giờ chỉ không có 0,59 đô. Đấy, giá rất là thấp. Bán là không được bao nhiêu tiền, để mình cứ giữ thôi. Và mình đã rút cái đồng BNB về. Đây các bạn, mình rút về mình stake ở trong cái sàn Bunny. Thì Bunny đã được Binance Lab đầu tư các bạn, đây 1,6 tỷ triệu. Đấy, nên mình thấy cái sàn này bắt đầu rất là tin tưởng rồi, đầu tư lâu dài rất là tốt. Đấy, nên mình đã rút cả khách từ sàn Pancake qua luôn, mình rút hết khách về trong này rồi. Bây giờ mình đang có hai pool ở bên Bunny.
Một là mình stack khách này, mình có 75,6 khách thì mình stack được một tí rồi, mới được có mấy phút mà 10 phút mà đã được 0,03 bên này rồi các bạn, 0,03 0,00039 thì mình xem là bao nhiêu tiền nhé, 0,00039 giá bên này là bao nhiêu, là 410 hiện giờ đã được 0,16 đô này. Wow, nhanh quá. Đó là mình đang stack khách với các bạn nha, là mình sẽ được penny và mình được khách. Đấy. Là mới có 10 phút thôi mà đã được 0,16 đô rồi. Wow. Thì bên này mình được lợi là mình có được vừa có penny vừa có được khách. Chứ bên khách mình chỉ có được khách thôi, mà phần trăm khách là chỉ có 100%. Và cái này nó sẽ tự compound các bạn nhé. Nó sẽ tự tự động compounding, thì mình không phải làm gì hết, cứ để nó chạy qua ngày tháng thôi. Tại vì mình có chia sẻ là mình không muốn đầu tư những cái dự án mà low cap nữa, tại vì cái tỷ lệ thắng không có cao. Đầu tư 10 dự án thì thắng chỉ có khoảng 1 đến 2 dự án, mà chờ đợi cũng rất là lâu và không biết là bao giờ mới được. Nhưng mà khi mình stake kỳ này, mình sẽ tính được là cái phần trăm mình lợi nhuận hàng tháng. Hàng tháng mình sẽ có ít nhất là 400 tiền tiền từ từ sàn Bunny này, mà mình không phải làm gì hết, mọi thứ được hoạt động mà Bunny sẽ làm. À, và đồng BNB thì xem mình được bao nhiêu. BNB thì cho phần trăm thấp hơn mình, phần trăm rất là thấp, chỉ có 3,62%, 63% thôi, nhưng mà cũng ok. Thì cộng hai này lại thì một tháng mình có 400 đô. Chứ mình đầu tư những cái dự án mà low cap thì khó đồng tháng được kiếm được 400 đô luôn các bạn. Khó lắm. Nên vì sao mình chọn cái cách là đầu tư vào những cái sàn DeFi này. Đấy, đấy là những cái thay đổi. À, và một cái thay đổi nữa là mình không có stake ở trong cái net này nữa, trứng nữa, mà mình chuyển qua farming. Lúc mình farm là lúc mình cung cấp là nó được 7 4 5 đô, nhưng bây giờ nó giảm một tí rồi. Thì để mình qua file Excel mình cho các bạn xem. Thì mình cung cấp thanh khoản là mình có 1,14,22 này trứng này, và mình cộng thêm đồng BUSD là 319 thì sẽ được tổng cộng là 745. Khi mà mình tính cái impairment loss ấy, thì các bạn muốn biết impairment loss, bắt các bạn vào trong CoinMarketCap nhé, vào UFarming, và các bạn sẽ có impairment loss calculator này. Ví dụ giá của trứng là tăng lên, bây giờ giá của trứng là 23 đô đi, thì tăng lên gấp 4 lần thì mình sẽ tăng là 400%, thì mình sẽ mất impairment loss là 25,46%. Thì mình sẽ tính là như thế nào, là mình sẽ lấy 25% này nhân với cái số vốn của mình là mình sẽ mất là 186 đô. Đấy, nếu mà giá của trứng tăng lên, tại vì giá của BUSD là không đổi rồi nên chỉ có thay đổi là giá của trứng thôi, thì mình sẽ mất là 186 đô. Nhưng mà một tháng là mình đã kiếm được 245 đô rồi. Thì các bạn thấy là phần trăm của cái sàn trứng là sẽ cho mình là 3. Đây các bạn bấm vào đây các bạn thấy là một tháng là sẽ được 33,6%. 33,06% thì mình sẽ nhân với cái vốn vốn của mình là mình sẽ được khoảng 245. Thì mình trừ cái này cho được, cho cái impairment loss là mình vẫn lời các bạn. Sau một tháng là mình sẽ thoải mái lời, mặc gì mặc cho giá trứng lên hoặc xuống gì đấy. Thì nếu mà giá trứng xuống thì mình cũng không sao, mình vẫn cứ pha mình thôi, mình không có chốt lời. Mình chốt lời khi mà trứng lên chắc là phải tầm 100 đô thì mình mới chốt lời. Đấy. Thì mình sẽ có cái thu nhập cao hơn trên bên cái sàn trứng nữa. Thì mình nghĩ là một ngày mình cũng được
chắc cũng được 7 đô, 6 7 đô gì đó. Chắc 6 đô, 6 đô. 6 đô một sàn này, và bên này thì là khoảng hơn 10 đô rồi. Đấy, là mình vẫn đảm bảo thu nhập là một tháng là khoảng 450 đô. Tất cả các sàn, từ sàn bên này và sàn trứng này. Đấy. Rồi, bây giờ mình xem mảng DeFi của Binance có gì thay đổi không? Station. Wow. 33 tỷ đô. Wow, tăng. Đây các bạn thấy chưa, có mỗi ngày là tăng khoảng 1 2 tỷ, trung bình là 2 tỷ đô. Nên khoảng cách càng ngày càng thu ngắn lại so với bên Ethereum các bạn. Mình nghĩ là tháng 4 này là thật là một tháng mà bên Binance Smart Chain sẽ bùng nổ, và vốn hóa sẽ đổ vào những sàn top này, và cả những sàn ở dưới này cũng thế, sẽ từ từ đổ thêm vào. Trong video trước mình có phân tích là cái tỷ lệ mà phí giao dịch ở trong những cái Binance Smart Chain rất là cao các bạn, gấp 6 lần bên bên Ethereum. Nên các bạn thấy là cái lượng tiền rất là nhiều sẽ đổ vào đây trong tương lai, trong tháng 4 này, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 cơ, tại vì Ethereum là phải đến tháng 7 mới có thể có lên layer 2 và giảm chi phí gas xuống, nhưng mà cũng giảm ít thôi chứ không có nhiều đâu. Nên cái hệ sinh thái của Binance vẫn phát triển rất là tốt trong, mình nghĩ là trong năm nay. Rồi ok, đấy là mình cập nhật hình với các bạn như vậy thôi. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ video hợp lý cho mình xin một like để mình có động lực làm video. Xin chào tạm biệt các bạn.